Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với những cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ 30 tháng 4 Hải Hậu tại triển lãm Hải Hậu trong dịp này. Trực hoành đúng rồi. Xem nào, chúng ta đang xem cái trực hoành. Nhưng mà đừng có nối, đừng có đóng như cây hôm nãy nhá. Đóng nó mất giá trị đi. Lúc này đóng là thô quá, nó chưa mịn hết cái vết. Con này nguyên bản. Con này con nguyên bản. Vâng, còn khi quay cây nào thì tôi lại không nói cái câu ấy ra. Đến cây khác tôi nói thì người ta không hiểu là cây nào. Mình phải tôn trọng người ta một chút. Sao? Ông này là thọ bách nghệ. Chủ nhân là thọ bách nghệ. Cứ gọi điện cây này xem như nào thì 0349. Anh lấy máy đọc. 0349 723. Có mỗi cái chỗ này đó, nghe vô lý. 0349. Xóa xóa cái bốn chín bảy hai ba tám bảy không hỏi anh thọ bách nghệ thọ bách nghệ hỏi con có cây đang trưng bày ở Hải Hậu không đến đây đã chứ này nó gốc bồ ngọn chỉ tứ phía rườm rà thừa dư thừa anh có con trực hành trực huyền dòng ở cái chậu giải quạt này là đến cạnh cây đi đến cạnh cây này luôn báo bao nhiêu km là 60 năm 2, năm 3 rồi. Thế, anh em đang muốn đi tác phẩm này thì quan trọng là để anh em nghiên cứu đi nhá. Và chúng ta đang xem một cây mà chủ nhân báo giá 60 triệu và kèm theo một câu là có người trả 53-54 triệu rồi chưa ưng. Thế thôi. Đi đi xem một vài số cây nữa đi anh em ơi. Chào anh nhá. Bắt tay cái nhỉ. Nghe có vẻ ấm ấm nhỉ. Ấm vâng. Cháu trong câu lạc bộ 34 mà. Đây cây của cháu đấy. Tất cả là cây của anh cây nào? Có 11 cây. Từ kia mang đến cây cổ kia. Đến bác quay đi. Từ đâu? Bác quay từ đâu bác bảo từ cây này, từ cái cây này. Đấy, từ cây đô này. Đấy đây. Đấy từ cây nào? À, bắt đầu từ đây à? Chủ nhân là anh Tôn Nguyễn. Vâng. Tôi có về một lần giao lưu với các anh ở chỗ nhà ông Lý. Xưởng rượu ông Lý. Vâng, đúng rồi. Vâng. Đây là cây đầu tiên của anh à? Vâng ạ. Vâng, tôi sẽ chia lẻ sẻ cái lô cây của anh Tôn Nguyễn, thành viên câu lạc bộ 30 tháng 4. Đây là cây số 1. Anh ơi, cứ để cái túi của mình ở chỗ này này. Để đấy được mà.
Được, cây này theo phong cách cây xanh cổ này. Và bệ đế của nó là từ một cái chậu nhỏ trước, đưa ra cái chậu lớn nó vẫn nguyên cái vành mép chậu, rễ rất đặc, cây cực kỳ già luôn. Chủ nhân là anh Tôn Nguyễn. Rồi, tiếp đến một cây nữa. Cũng là những cây xanh dáng trực ngũ phúc. Tiếp đến một cây dáng trực nữa. Ồ, cây này có cái bệ dưới này kết nhỉ, nhưng mà có thể biến đi một tí. Ồ, này nó cây là rất dài, để theo cái dáng tự nhiên. Vâng, sau khi lùi xa ra tôi thấy cái hình ảnh này, đây là bộ ba chơi đối xứng của chủ nhân là anh Tâm Nguyễn, Tôn Nguyễn. Hai bên là hai cây xanh trực nhỏ, dáng long. Bên này cũng vậy. Và ở giữa là một cây xanh trực, cũng rất là cốt, cây rất già. Đó là cái lối chơi đối xứng, long trầu trực. Những cái bộ chơi cây tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng, cũng rất là di chuyển dễ dàng hơn. Ôi dồi, đến đây tôi gặp một cây, cây này là cây túc này, đúng không anh? Cây túc đẹp quá nhỉ. Và cây túc cũng của anh Tôn Nguyễn. Anh Tôn Nguyễn này. Tôn Nguyễn là anh họ Nguyễn chứ? Nguyễn Tê Tôn. À đấy, thế tôi phải hỏi cho cụ thể, cây này mà giao lưu anh lấy bao tiền anh ơi? Cây này nếu mà giao lưu thì nó rơi vào cái tang là 6,5 triệu. 6,5 triệu? Vâng ạ. Vâng, rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Trên một cái chậu quạt của Trung Quốc, một cây túc giá 6,5 triệu đang trưng bày tại triển lãm Hải Hậu. Anh đứng cạnh cây túc cái. Anh cho tôi xin kiểu ảnh cây túc giá 6,5 triệu để anh em cùng giao lưu nhé. Rồi, xin chụp nhé. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Tôn Nguyễn này, đến từ câu lạc bộ 30 tháng 4. Cho xem cái vế sau của cây túc này. Và cũng được. 5,6 triệu là hợp lý. Vâng, được. Vâng, di chuyển tiếp. Chúng ta đến với một cây xanh trực hoành. Đây là cây xanh Nam Điền. Về cái cốt bệ cây cũng rất là liền lạt này. Thank you.
Ai rồi, bây giờ anh Tôn Nguyễn anh nói tôi mới để nhìn ra phía trước. Đây là cây số 1 Trực Hoành. Đây là cây số 2 Trực Hoành. Kể cả từ chậu đôn, đây là một đội xứng của anh, một bộ đội xứng này. Và anh ấy chơi rất tinh tế. Đằng trước chúng ta vừa quan sát đó là bộ long chầu trực tầm nhỏ, một người bê được. Thì đây là đến hoành chầu trực. Và bộ này thì kích thước lớn hơn. Để bạn uống nước là tuyệt vời. Và các bác mà yêu thích cái bộ chơi đối xứng của anh Tôn Nguyên thì chúng ta alo đến số điện thoại 0978 704 618. Bây giờ cái bộ này anh báo giá bao nhiêu anh ơi? Bộ này nếu mà giao lưu. Nếu giao lưu anh em là báo giá là 160 triệu. Và 160 cây. Triệu 3 cây. Mỗi cây hơn 50 triệu. Trực Hoành. Để tôi đánh giá. Vâng, chúng ta di chuyển đến một cây xanh trực cổ nữa. Và cũng là tác phẩm kết thúc cuốn video này. Vâng, đây là mặt phải của cây này. Vâng. Tức là cây này tầm khoảng 400. Đã có ai chạm giả chưa? 250 rồi. Vâng. 250 270 rồi. Bao nhiêu? Mấy người giả có những người giả 250 270 200 rồi. Vâng. Tức là người giả cao nhất là 270. Rồi. À, các bác chúng ta thưởng thức cái nét đẹp một lần nữa. Một cây xanh cổ. Và chủ nhân báo giá 400.
Vâng, và với thời lượng này, Đội Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với Hương Sắc Đội Sinh. Hello. Xin